Hello, chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình ha. Thì cũng sắp đến Tết rồi, sắp đến Tết rồi ha. Mình không có nhận đồ nữa, tại vì còn chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa ăn Tết đồ các kiểu, rồi lại phải đi giao lưu với bạn bè anh em ha. Đấy. Nhưng mà vì mở tiệm nên là khách đem lại thì bắt buộc phải nhận. Đấy, khách em lại bắt buộc phải nhận, thì hôm nay mình có nhận một cái Amply đấy, trước mặt anh em thì thấy đó, anh em thấy không? Cái Amply ha, mình khá là lâu rồi mình không có làm Amply nha, tại vì cái chỗ mình đa số hiện giờ là lo kéo không à, toàn là lo kéo đấy. Thì đầu tiên là hai cái tụ nè, anh em thấy không? Tụ loại xịn ha, và cái Amply này là cái hãng luôn luôn nè ha, hãng gì nè, HL không quê gì nè, đây nè, đây để lọt cái nhãn này cho anh em xem ha. Đây này không phải lọt phá nha anh em, mà tại vì nó chóc rồi, nó dính có một miếng cho chỗ này à, nè còn như là nó chóc rồi đấy. Thì tất cả những cái mạch á đây đều có in cái tên hãng luôn đây nè, đây đấy. Thì hôm nay là cái Amply này nó khách hàng nói là mua khá là lâu rồi, rất 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 là lâu rồi ha, nhưng mà để không có dùng, tại vì thợ người ta không có sửa. Ở đây thợ mà ví dụ như nhận sửa là một là giá rất là cao ha, hai là họ để neo rất là lâu, và cái thứ ba nữa là mấy cái này thì họ không có sửa zin được ha. Ở chỗ mình thì đa số là sửa ví dụ như là để cho nó nhanh á, vô họ thay cái bo công suất mới thôi, nhưng mà mình thì không nha, tùy theo ha. Ví dụ như những cái bo công suất mà nó lỗi thời, nó không hay á, thì mình mới thay bo công suất mới. Còn những cái bo công suất mà nó như thế này ha, hãng như thế này là mình phải sửa zin 100% ha. Đấy. Và mình bây giờ mình cũng ít có nhận, hầu như là không có nhận sửa cái mạch Amply qua cái kênh YouTube nữa ha, tại vì khi mà gửi về cái Amply á thì phải có đồ, có nguồn, có đồ này kia hết, chỉ gửi về cho mình cái bo mạch thôi. Thì mình sửa thì mình phải kiếm một cái bo nguồn, rồi kiếm đồ để đi sửa, để thử, để test, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái người mà gửi sửa họ tay nghề họ quá yếu, không có phải gọi là tay nghề nữa, mà những cái người dân bình thường thôi, không biết nghề, khi mà gửi sửa thì gáp lại nó không bị thiếu sót, nó không chạy dẫn đến hư thêm, cho nên là mình hiện tại mình ít có nhận lắm. Thì hôm nay là thấy cái Amply này nó cũng khá là ok á, ấy nó cũng khá là tốt á, nhưng mà anh em xài gia đình ha, thì gặp những cái Amply này thì ví dụ như gặp ve chai gì đó, gặp những cái Amply kiểu này thì nên mua ha. Đấy, mua về chúng ta làm lại nó rất đơn giản thôi. Thì trước tiên là giới thiệu về cái nội thất của nó nè. Đấy, thì anh em thấy cái Amply này không có gỡ như bình thường đấy, mà gỡ là cái đây, anh em thấy cái nắp ở dưới của nó nè, đây đấy, cái nắp ở trên thì nó cũng như 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 vậy luôn, đẩy qua đây lại được ha. Anh em thấy nè, cái chất liệu của nó bằng cái gì rất là lâu ha. Đây, anh em thấy mà nó không có bị sét, nó không có bị gỉ sét, nó không có bị oxy hóa. Đây, để tôi quay sát vô đấy, nó giống như cái kiểu mà giống như cái kiểu bằng kẽm, bằng gì đó nên em nè, rất là êm ha. Đầu tiên là cái nội thất, cái ngoại hình của nó giờ rất là đẹp ha, và nó qua thời gian rồi nhưng mà vẫn còn mới, không bị sét, không bị oxy hóa gì kì cả. Chỉ có mấy cái chạm này nè, đây, mấy cái chạm này không dùng tới thì nó bị ẩm, nó sét thôi ha. Còn cái này anh em thấy miếng nhôm nè, đấy nhôm ha, rồi phần công suất, rồi thì rồi tới phần mặt chỉnh nè. Đấy, anh em thấy không, mạch 4IC linh kiện tốt ha. Còn cái bo echo nè, anh em thấy nè, 50195 nha anh em, đây ha. Đấy, con này cũng 50195, mình coi rồi, bo rất là xịn ha. Đấy, bo rất là xịn. Rồi, còn cái phía bên 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 hông nè. Đấy, bên hông là nó có mấy cái này hay rất là đẹp. Đây nè. Đấy, hôm nay thấy Amply này thích quá, quay cho anh em ha. Amply này cũng khá là ok đấy, còn kể cả
cái phần mà làm cái đèn chớp cũng rất là đẹp ha, cái núm này này ấy rất là đẹp đấy, và tháo ra ra sửa cũng rất là khó luôn ấy, là phải lấy cái này ra nè ấy, nhưng mà cái này nè nó bắt gì rút của mấy cái đường dây này, nó bắt xuống dưới đây hết luôn. Ở đây đây cái đường bắt mát nè, bắt vô đây đấy, dây chạc đi rất là gọn rất là đẹp đấy, gầm lì rất là tốt, gầm lì thấy ok nha nè đấy. Rồi thì cái mặt chỉnh là nó cũng rất là ok luôn. Thì cái này nó bị nghẹt cái công suất đấy, thì đầu tiên là giới thiệu cái nội thất nha, cái thứ hai nữa là giới thiệu cho anh em cái phương pháp để sửa một cái mạch công suất ha. Đây, thí dụ như mà nó cháy gì đó thì hay là nó bị nghẹt thì đó ha, là cái cách sửa chung ha của class AB. Đấy. Đương nhiên là nó sẽ là một cái kiến thức cơ bản thôi. Máy này xài sò Toshiba, sò lưng đồng xịn hết nha anh em. 1941 với 5198. Đấy. Thì đầu tiên á đặt vào thì cái mạch này á mình sửa chỉ trong vòng 15 phút thôi, chạy anh em nắm được cái nguyên tắc là nó rất là dễ. Thì trước tiên là cái bệnh nghẹt trước nha, nghẹt tiếng thì chắc chắn sò không chết, nó còn ra tiếng được mà anh em, nó đâu chết đấy, nó không chết thì nó không chết thì anh em phải kiểm tra nguội thôi. Đọc, kiểm tra nguội thôi, những cái con điện trở xứ nè, những cái con này là từ cái chân ơ nó đi ra đấy, nếu mà nó xui nó có lỡ đứt á thì nó dẫn đến bị nghẹt. Thí dụ như là đứt, ví dụ như là một ví dụ như mạch này bốn con với đi hai con C5198 ấy, thí dụ như nó đứt hai con của phần với bên 5198 này á thì nó bị nghẹt, hoặc là nói chung là hai với đứt một trong hai thôi, 5198 và 1941 thì đứt một trong hai thì nó sẽ bị nghẹt, tại vì nó còn chạy có một bán kỳ thôi, bán kỳ dương và bán kỳ âm, con C thì chạy bán kỳ dương, con A thì chạy bán kỳ âm ấy, nó chỉ còn một bán kỳ thôi thì sinh ra bị nghẹt. Cái nhất, cái thứ hai là những con điện trở kích vô chân chân ghê ấy, xin lỗi anh em, sửa nguồn xung ghế ám ảnh con MOSFET kích vào chân B của cái con soạn sức này thì xem nó còn sống hay không, thì đo nguội rất đơn giản thôi, không có gì đâu khó đấy, đo xem thì nó không đứt là được ha, nó không đứt là được. Có thể mấy cái đồng hồ kim á thì cái độ sai số của nó hơi cao xíu, thì đo anh em có thể là đo là nó gần như là thông mạch á, gần như là thông mạch, tại tại con này có 10 ôm, con này có 10 ôm thôi, 10 ôm thôi, và cái con này có 0.22 ôm thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh em kiểm tra dễ biết nhất á là anh em kiểm tra hai thúc cho mình đấy, hai thúc mạch sức nào cũng vậy cả, hai thúc để mình lấy thêm một cái mạch công suất nữa mình mô phỏng cho nó dễ ha. Đấy là kiểm tra hai thúc. Thì đây ví dụ như mạch này đi đấy thì cũng kiểm tra hai thúc này ha. Rồi thì đó là những cái điều đầu tiên. Rồi tới mà mình nói này hơi chuyên môn xíu nha, anh em nào không nắm được thì lên mạng search những cái từ mà ngữ mình nói gì nó sẽ ra đấy. Tới anh em không được á là anh em kiểm tra hàng thúc xem nó có bị gò gỉ hay là không ha. Đấy còn đó là nãy giờ đang nói tình trạng bị nghẹt nha anh em. Đấy còn nếu mà cháy sò thì cho dù thốt chết hay không thì anh em cũng nên thay đi nha, trái sò nó làm nóng cái con này, nó ảnh hưởng cái chất âm của nó, thứ nhất là nó hết hay nha, thứ hai là không còn bền nữa, thay con mới đi nha, thay con mới đi. Nếu mà có điều kiện á thì những cái con sò mà còn lại chưa cháy á, cũng cũng nên bỏ đi. Và một cái điều khuyên á, muốn chất âm nó được tốt nhất á, thì anh em nên thay cái sò mới thay vì là sò gã máy nha. Sò mới tại sao, cái dàn âm thanh của anh em,
Tại sao cái dàn âm thanh của anh em mà mới lúc đầu mua về nó tiếng nó hay, từ từ nó sẽ bớt hay lại, là do cái con những con linh kiện à. Cái lớp tiếp giáp BN của nó lâu ngày quá nó cũng sẽ bị gọi là sao ta, bị sẽ bị già đi. Đấy, nó không còn chất lượng như cái linh kiện mới ban đầu nữa. Đấy. Con MOSFET cũng cũng vậy ha. Nó không còn chất lượng của linh kiện ban đầu nữa, mà anh em thay được cái linh kiện mới lại thì nó sẽ tốt hơn là cái linh kiện gã máy ha. Đấy. Cái thứ hai nữa là thí dụ như cái mạch này. Đấy thì mạch này mình và một điều nữa ha, là những cái mạch những cái ampli mà lâu quá thì anh em bắt buộc phải chịu khó bỏ cho mình một chút xíu thời gian là hàn kỹ lại hết mấy cái mối ha, nhất là mấy cái linh kiện to to này nè. Đấy, mấy cái con linh kiện to to, nói chung là anh em nhìn kỹ đi, những cái mối nào mà thấy nó yếu quá, chì nó yếu quá, chúng ta hàn kỹ lại hết giùm mình, sau sau đó vệ sinh. Đấy, sau đó vệ sinh ha. Rồi đó là cái điều thứ hai. Có khi mà anh em hàn lại nó hết luôn này, thì cái em ly này nè nghẹt cả hai kênh luôn, mình hàn lại chạy được một kênh, còn một kênh á, còn một kênh mình thay chỉ nhất cái con này đi thôi. Đây, thì anh em thấy để phóng to lên đây, thay cái con này nó cao hơn nè, cao hơn những cái con lại không, để cái chân nó hơi ấy á. Đấy thì mình thay duy nhất con này thôi là nó chạy luôn, chỉ trong vòng tích tắc. Đấy là tại vì mà cái con này á, đây thay ra nè, anh em dùng đồng hồ anh em đo là này không lấy nét được anh em. Anh em dùng để mình chỉ nói hướng dẫn thôi ha. Anh em dùng đồng hồ đo là không biết được. Nếu mà anh em dùng đồng hồ kim thì còn hơi đỡ đỡ, còn đồng hồ số là anh em đo không thể nào biết được. Tại vì nó không có chết đứt, nó cũng không chết chập. Đấy, thí dụ như anh em chết chập thì đo giờ anh đo nó giống như nó thông mạch luôn rồi thì dễ biết nha. Đấy, còn cái này á, là nó bị gỉ, mà gỉ nên anh em đo cũng rất là khó ha, rất là khó biết. Nhưng mà anh em khỏi cần phải đo, không cần phải phải đo. Bây giờ đầu tiên vô kiểm tra hai thúc ha, hai thúc không sao, đè cái con chỗ này thay, mà cái con ở chỗ này á là cái con gọi là khuếch đại điện thế ấy, thì anh em lên lên mạng sọt ha, khuếch đại transistor, khuếch đại điện thế trong mạch công suất ấy, thì nó sẽ gây ra. Thì trong mạch công suất á, thì nó sẽ có là tầng vi sai nè, tầng vi sai là thường thường như hai những cái con mà nó chung lại với nhau nè, nó chung họ, nó chụm đầu lại với nhau nè. Đây nè, như cái con này, như cái chỗ này anh em thấy hai con nó đặt gần nhau luôn, và cái đường in á, cái đường in của tín hiệu á vô thì đi vô đi qua tụ qua chở rồi do gì đó nó sẽ qua hai cái con này. Đấy, qua hai cái con này có âm ly là một tầng vi sai, có âm ly là hai tầng vi sai. Đấy thì này là hai tầng vi sai nè, đây một cái rồi ở đây một cái nữa ha. Đấy thì anh em sọt những con khuếch đại điện thế, thì ví dụ như cái con này là nó chạy giữa nguồn âm và nguồn dương luôn. Đấy, nhìn vô rất dễ biết. Đây, cái mạch này nhìn vô nó còn dễ biết hơn nữa ha, mạch này nhìn vô nó sẽ còn dễ biết hơn nữa nè. Đây anh em thấy nè, hai tầng vi sai nè, nằm chung lại ha. Hai cái tầng này thường thường thì nó khuếch đại, nó dạng như kiểu 4558 gì anh em. Đấy, mình không không thiết kế tranh to này, mình thiết kế 4558 vẫn được luôn. Đấy. Chứ nó không có cái gì cả, thì hai con này hầu như là cái xác suất hư của nó rất ít. Đấy là chỉ còn lại gì? Một con này ha. Một con này với ba cái con to to này. Đấy, ba con to này thôi. Ha. Đấy, những cái con này á, là tại sao nó phải gắn to? Thì những con này khuếch đại điện thế nó chạy cái chế độ rất là nóng ha, nghe anh em. Đấy, nó chạy chế độ rất là nóng cho nên là nó phải thiết kế như thế này. Đấy. Để thiết kế những con to như này để nó chịu đựng, thì bây giờ đó là anh em đè thay đi, đè thay hết bốn con này cho mình.
1 2 3 4 5 con luôn ha. Rồi còn ở ở đây thì chỉ thay một cái con này thôi, mạch này nó chế độ nó chạy khác. Đấy, mình thay con này là chạy ha. Chạy đo không biết nha anh em. Đấy thì thí dụ như anh em mà muốn sửa mau á, anh em muốn 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 sửa mau á thì chừa lại hai cặp vi sai cho mình thôi, chừa lại hai cặp vi sai cho mình thôi, còn nhiêu còn mấy con kia thay hết. Đấy, mấy con kia thay hết, điện chở thì thấy con nào nó bị nám đen hay là cái gì đó thay luôn. Nám đen nó vẫn chưa chết nhưng mà nó bị già linh kiện đấy, cũng phải thay, không thay trước sau gì nó cũng chết. Mà thí dụ như nó chết nó lại phá thêm đồ bắt buộc phải thay. Đấy thì đấy là cái phương pháp để mà sửa nhanh ha, sửa nhanh ha. Còn nói về vấn đề chuyên sâu thì mình cũng không có chuyên, mình cũng không chuyên sâu được, mình không có chuyên sâu mấy cái thằng glass AB âm ly này, mà mình chỉ bây giờ mình chỉ đang chuyên là nghiên cứu glass D. Thật sự á, cái âm ly dạng này nó lại khó sửa hơn là glass D. Glass D của nó chạy là chạy, không chạy là không chạy, chứ không có cái vụ mà ba hồi chạy rồi ba hồi không chạy, là chạy không chạy là không chạy, mức áp là mức điện áp là chân đó là phải bao nhiêu volt, chân đó phải bao nhiêu volt, có volt là chạy, không chạy là nó bị hư. Mà nó hư thường thường IC tích hợp là thay nguyên con cái này xong, mình thay chỉ nguyên con đó thôi. Ví dụ như IC dao động ấy thì giờ dao động kích cặp phép này, kích cặp công suất thôi đấy, cái giá thành nó cũng rẻ nữa ấy, tại vì á, anh em mua hết trơn cái dàn sò này á, là nó mắc lắm ấy. Còn cái kia người ta chỉ có hai con thôi đấy, nhưng mà công suất nó vẫn được vậy đấy. Cho nên là lát D nó cũng gọi là cái ưu điểm đấy. Còn còn cái này á, là có khi lúc chạy được lúc không cũng không chừng nữa đấy, thì đó là những kinh nghiệm của mình truyền đạt lại ha. Một cái nữa là phải xem coi á, những cái chân á, nó có bị oxy hóa, nó có đứt không, đứt không, đặc biệt là những cái mối nối như thế này nè, những mối nối này nè. Ừ. Nó bị xét, nó còn nằm nguyên vị ở đó ha. Nên là chia sẻ kinh nghiệm cách sửa cho anh em, con mạch này sửa chạy rồi rồi. Tại vì thời gian gần Tết này cũng gấp lắm. Sửa xong rồi đặng đem đi cho giao cho khách luôn. Tại vì mình chỉ tháo con đó ra mình thay luôn. Có nghĩa là sửa theo cái này gọi là sửa theo kinh nghiệm chứ không phải là sửa theo kiến thức. Ai bình thường những cái mạch lo kéo thì mình phải sửa theo kiến thức, là tại vì những cái mạch nào mà mình thấy thì mới có kinh nghiệm, còn những mạch nào trước giờ chưa từng đụng thì bắt buộc phải dùng kiến thức để sửa đấy. Thì cái này là gọi là sửa theo kinh nghiệm, và này cũng là truyền lại kinh nghiệm chứ không phải là cái cách sửa theo cái kiến thức ha đấy. Thì anh em có thể làm theo. Còn cái tình trạng mà trái sò thì anh em kiểm tra sò xong ha, thay nhưng mà không được cấp nguồn, không được hàng vô, kiểm tra sò xong thay để đó thôi. Thay để đó nghĩa là thay có nghĩa là tháo ra luôn để bắt sò lại thôi, đừng có hàng vô. Kiểm kiểm tra mấy điện trợ sứ này nè, rồi mấy cũng mấy cái con này thì nó chết sò là nó hay dẫn tới con này chết theo lắm đấy. Thì cái này giống như là cái cầu kỳ bảo vệ vậy đó anh em đấy. Thì nó chết sò là nó đứt, cái này nó ít có phá đồ thêm. Anh em câu thì sợi dây điện ngang luôn vẫn mạch, nếu mà hoạt động bình thường thì vẫn hát được ha. Mấy con này nè, mấy con này nè, câu cái điện ngang hát dẫn được ha đấy. Nhưng mà khi mà nó chết là nó nung luôn á, nó không có bị gì đứt, không có gì bảo vệ cả đấy. Thì vấn đề mà chết sò thấy trái rồi có trái điện trở ấy thì nên ha, trái điện trở nào thì nên thay đây con điện trở đó, thì thay thay lại ha. Xong mà kiểm tra mấy cái con này ấy và cặp thúc thì cũng nên thay luôn ấy, có khi là linh kiện nó bị già. Còn nếu như anh em tiết kiệm thì ví dụ như đo nó còn để lại cũng được, không sao hết đấy. Và thì cũng giống như nãy, chừa lại cặp visa cho mình, chừa lại cặp visa mình, còn lại những cái linh kiện này cũng phải thay hết đi. Đặc biệt ha, nếu như bị nghẹt thì anh em có thể là kiểm tra hư linh kiện nào thay linh kiện đó. Còn mà bị trái sò thì nó nung mấy linh kiện này nóng lắm thì nó bị giảm tuổi thọ, thay hết đi, tại linh lịch là linh kiện cũng không có nhiêu tiền cả ha. Thì thấy cái cấu hình cái âm ly này hay quá, đẹp quá, quay lên cho anh em xem thôi. Thì video này xin kết thúc nha, thì xin chúc anh em cái video này chắc là cái video cuối năm luôn rồi ha.
Thì năm mới xin chúc anh em có nhiều sức khỏe ha, làm ăn thành công. Hãy mà và mình sống lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc là được ha, chỉ cần những cuộc sống cần những điều đó thôi. Rồi xin chào tạm biệt anh em.